Hồ Quang Hiếu, từ anh chàng bán bún bò trở thành ngôi sao sau 10 năm theo đuổi đam mê. Nam ca sĩ chia sẻ, anh chưa một lần cảm thấy xấu hổ với những công việc đã làm. Hồ Quang Hiếu có tuổi thơ nghèo khổ và phải lăn lộn ngoài đời từ khá sớm. Gia đình Hồ Quang Hiếu từng trải qua một giai đoạn sống còn, đó là khi nhà anh làm ăn thất bại phải bán cả ngôi nhà mình đang ở. Gia đình tôi trước đây nghèo lắm, cái nghèo thể hiện rõ trong mỗi bữa ăn, đó là nồi cơm với loại gạo rẻ tiền nhất, chén nước mắm gừng mặn chát, đĩa rau muống luộc vội và vài miếng đậu hũ kho tương, nam ca sĩ tâm sự. Hồ Quang Hiếu yêu thích ca hát từ nhỏ và từng học trường văn hóa nghệ thuật quân đội tại Hà Nội. Hồ Quang Hiếu cho rằng, trở thành một ca sĩ nổi tiếng không chỉ là ước mơ, còn là kế sinh nhai của anh sau này. Anh liên tiếp tìm đến các cuộc thi với mục đích như vậy. Hồ Quang Hiếu thi Việt Nam Idol năm 2007 ở tuổi 21, với hy vọng niềm đam mê âm nhạc của mình có cơ hội được tỏa sáng. Khi đó, anh thể hiện ca khúc Đôi Mắt Pleiku ở vòng thử giọng đã được giám khảo đánh giá cao. Kết quả, nam ca sĩ lọt vào top 60 chung cuộc. Tuy nhiên, niềm vui đến với Hồ Quang Hiếu không bao lâu, bởi sau đó anh dừng bước mà không thể đi xa hơn trong cuộc thi. Tham dự cuộc thi với mục đích để thoát nghèo, nhưng Hồ Quang Hiếu lại nghèo hơn. Sau đó, nam ca sĩ tiếp tục tham dự rất nhiều cuộc thi, nhưng thi đâu rớt đó. Mỗi lần tham gia cũng mất thời gian hơn một tháng, chi phí rất tốn kém. Nhiều khi xài hết tiền phải kiếm tiền trả lại. Sau đó, Hồ Quang Hiếu cố gắng sống, làm việc bằng mọi nghề để có thể nuôi dưỡng niềm đam mê âm nhạc. Có một giai đoạn khó khăn, anh đã học kiếm tiền bằng rất nhiều cách như bán bún bò, làm lơ xe và tiếp thị. Nam ca sĩ cho biết anh chưa một lần cảm thấy xấu hổ với những công việc đã làm. Hồ Quang Hiếu cho rằng anh đã đánh đổ mồ hôi công sức của mình để có được thành quả như ngày hôm nay. Những năm tháng khó khăn ấy tất nhiên đã tác động vào suy nghĩ của tôi. Để có được thành công thật sự chưa bao giờ là điều dễ dàng. Vì thế mà bản thân tôi phải luôn tự nhắc nhở rằng mình phải biết trân trọng những gì mình đang có, anh chia sẻ. Đến năm 2014, Hồ Quang Hiếu bất ngờ trở thành hiện tượng âm nhạc với ca khúc Con Bướm Xuân. Đây được xem là cột mốc đáng nhớ của Hồ Quang Hiếu. Kể từ đây, anh trở thành ngôi sao nam đắt xô nhất nhì showbiz trong thời điểm đó. Tiếp tục duy trì và hâm nóng tên tuổi bằng hàng loạt bài hit. Đến thời điểm hiện tại, Hồ Quang Hiếu đã bước qua chặng đường 10 năm theo con đường ca hát chuyên nghiệp. Để đánh dấu cột mốc, nam ca sĩ cùng ekip đang thực hiện tổ chức quay hình live show với hơn 30 ca khúc, chia làm hai phần là Hoài Niệm và những bản hit của Hồ Quang Hiếu. Lương Thế Thành gửi lời xin lỗi Thí Diễm sau một năm ngày cưới. Nhưng kỷ niệm một năm ngày cưới, Lương Thế Thành đã gửi lời xin lỗi Thúy Diễm vì nếu có những chuyện làm vợ không hài lòng trong một năm qua. Trưa ngày 12 tháng 4, 2016, cặp đôi phim Trái Tim Hoa Hồng đã tổ chức đám cưới tại quê chú rể ở Tiền Giang sau 4 năm yêu nhau. Hôm nay, trong một năm ngày cưới, Lương Thế Thành đã gửi những lời ngọt ngào nhất tới bà xã Thúy Diễm của mình. Nam diễn viên xúc động viết, hôm nay là đúng một năm kỷ niệm ngày cưới của vợ chồng mình. Thật sự một năm qua là sự thử thách cho vợ chồng mình. Buồn vui có, giận hờn có, cãi vã có. Nhưng tất cả những điều đó sẽ không bao giờ làm ảnh hưởng đến hạnh phúc của vợ chồng mình em nhé. Trong năm qua, anh đã làm những gì cho em buồn anh thì cho anh xin lỗi. Anh hứa sẽ sửa đổi để làm một người chồng tốt. Cuộc sống vợ chồng mình kể từ đây sẽ là những chuỗi ngày hạnh phúc và vui vẻ. Hãy cùng anh làm điều đó nha em. Anh không dám hứa sẽ đem lại cho em một cuộc sống đầy đủ vật chất. Nhưng anh dám hứa sẽ đem lại cho em một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc. Những ngày sắp tới sẽ đầy ắp tiếng cười của vợ chồng mình em nhé. Anh yêu em. Dòng chia sẻ của nam diễn viên nhận được sự quan tâm của bạn bè như Ngọc Lan, Trương Nam Thành. Sau đám cưới, Lương Thế Thành và Thúy Diễm sống chung với gia đình bên vợ. Bởi căn hộ cặp đôi mua vẫn chưa được bàn giao, nam diễn viên từng chia sẻ anh thích ở rể vì thường được mẹ vợ nấu cho những món ăn ngon. Lương Thế Thành chia sẻ, trong nhà vợ là tay hòm chìa khóa. Ngay từ khi mới yêu nhau, anh đã đưa tiền cho Thúy Diễm giữ. Một ngày, nam diễn viên được vợ đưa cho 300.000 để tiêu xài. Anh tin tưởng vợ vì cô là người đảm đang, biết tính toán và chi tiêu hợp lý. Dù vậy, trước khi làm gì, Thúy Diễm đều hỏi ý kiến chồng. Tay hòm chìa khóa không có nghĩa là không có sự tôn trọng chồng. Giữa chúng tôi luôn có sự bàn bạc trước mỗi khi quyết định. Chúng tôi dự định năm nay sẽ có con vì cả hai đều thích con nít. Nhưng con cái là duyên trời cho, chúng tôi cũng không quá áp lực mà tự nhủ khi nào có thì mình đón nhận. Hiện tại cả hai lo kiếm tiền để gây dựng sự nghiệp vững chắc chăm lo cho gia đình, Thúy Diễm bày tỏ.
Chia tay đại gia Kim Cương, Hồ Ngọc Hà còn rạn nứt với người đặc biệt này. Mới đây, Hồ Ngọc Hà lại mất lớn sau tin đồn chia tay đại gia Kim Cương. Hồ Ngọc Hà và Quế Vân là đôi bạn thân từ nhiều năm nay của showbiz. Cả hai cùng trưởng thành từ cái nôi người mẫu ở Hà Nội. Sau khi có tên tuổi, cả hai cùng nhau vào thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp. Dù có khá nhiều bạn là nghệ sĩ, nhưng người gắn bó với Hồ Ngọc Hà lâu nhất trên truyền thông có lẽ là Quế Vân. Khi nam tiến, trong khi mỹ nhân gốc Quảng Bình, sự nghiệp thuận lợi, thì Quế Vân lại gặp khá nhiều khó khăn. Cô trở về Hà Nội với sự nghiệp âm nhạc dang dở. Thời gian này, tình bạn của cặp đôi bị đứt gánh. Tuy nhiên, từ năm 2015, đôi bạn thân lại vô cùng thân thiết với nhau, từ sau khi Hồ Ngọc Hà chia tay Cường Đô La. Cả hai cùng song hành cùng nhau ở mọi sự kiện, những chuyến từ thiện, du lịch hay lưu diễn ở châu Âu. Có thời điểm ở đâu có Hồ Ngọc Hà, ở đó có Quế Vân và ngược lại. Cả hai cũng không ngại ngần khen ngợi nhau trên truyền thông. Mối quan hệ tay ba giữa Hà Hồ, vị đại gia Kim Cương cùng vợ đã trở thành tâm điểm của dư luận suốt giữa năm 2015 đến tận năm nay. Nhất là vào hồi đầu năm 2016, khi vợ đại gia Kim Cương quyết định chỉ thẳng tên của mỹ nhân gốc Quảng Bình trên trang cá nhân như một hành động tức nước vỡ bờ. Công chúng được một fan xôn xao với những câu chuyện bên lề của Hồ Ngọc Hà cùng vị đại gia giàu có. Sau những giằng co, những tố cáo và những y xèo về câu chuyện có ngoại tình hay không, thì sự việc đã tạm thời lắng lại. Thời gian gần đây, vợ của đại gia xứ Nghệ đã không còn nhắc đến chuyện cũ, còn Hồ Ngọc Hà cũng thôi không nhắc đến những lùm xùm hay dính líu đến vị đại gia kia. Hồ Ngọc Hà cũng không còn xuất hiện bên đại gia Kim Cương với những bức ảnh tình cảm khiến không ít người cho rằng hai người đã chia tay. Hiện tượng dân ca Nghi Đình xoán ngôi Hồ Văn Cường và Phương Mỹ Chi. Nghi Đình trở thành hiện tượng dân ca và có khả năng xoán ngôi Phương Mỹ Chi, Hồ Văn Cường khi nhận được sự yêu mến của lực lượng khán giả từ khắp mọi miền đất nước. Bằng chứng riêng, tiết mục dự thi của Nghi Đình đã đạt hơn 6 triệu lượt xem trên YouTube, một con số kỷ lục trong cuộc thi thần tượng tương lai, cao nhất trong tất cả các thí sinh tính đến thời điểm hiện tại. Bên cạnh đó, người hâm mộ còn để lại rất nhiều bình luận khen ngợi tài năng của giọng hát nhí này. Trong đêm thi đầu tiên của thần tượng tương lai, cô bé 7 tuổi từ Long An đã thể hiện xuất sắc ca khúc Bún Riêu Cô Đồng với chất giọng ngọt ngào da diết. Tiết mục dự thi nhanh chóng nhận được cơn mưa lời khen từ ban giám khảo chương trình. Ca sĩ Cẩm Ly nhận xét Nghi Đình hát dạt dào cảm xúc như một ca sĩ chuyên nghiệp và sẽ trở thành hiện tượng trong tương lai của dòng nhạc dân ca. Trong khi đó, ca sĩ Quang Linh cho biết dù đã soi rất kỹ nhưng anh vẫn không nhận ra được bất cứ lỗi nào trong phần thi của cô bé. Trên hết, vị giám khảo khó tính nhưng nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền cũng không biết nói gì hơn ngoài lời khen cho giọng hát tình cảm, gương mặt xinh xắn cùng biểu cảm hài hòa của Nghi Đình. Không ngoa khi nói Nghi Đình trở thành hiện tượng dân ca trong tương lai, bởi chỉ mới 7 tuổi, cô bé đã nhận được sự yêu mến của lực lượng khán giả từ khắp mọi miền đất nước. Bằng chứng riêng, tiết mục dự thi của Nghi Đình đã đạt hơn 6 triệu lượt xem trên YouTube, một con số kỷ lục trong cuộc thi thần tượng tương lai, cao nhất trong các thí sinh tính đến thời điểm hiện tại. Bên cạnh đó, người hâm mộ còn để lại rất nhiều bình luận khen ngợi tài năng của giọng hát nhí như giọng Nghi Đình hát ngọt như mía lùi, nghe hoài không biết chán. Làm sao một đứa bé 7 tuổi có thể xử lý ca khúc hay đến vậy? Nói thật, tôi muốn bấm 1 tỷ like cho Nghi Đình. Ngay bây giờ, Nghi Đình đã là thần tượng của rất nhiều người rồi. Hơn thế, rất nhiều khán giả nhận định tài năng của Nghi Đình có thể sánh ngang với các ca sĩ nhí như Phương Mỹ Chi, Thiện Nhân, Hồ Văn Cường. Những lời bình luận mang tính chất so sánh thường vấp phải những phản ứng trái chiều. Tuy nhiên, tất cả những điều đóng góp đều chứng minh tài năng thiên phú của Nghi Đình không những được ban giám khảo chuyên môn đánh giá cao, mà ngày càng được đông đảo công chúng đón nhận nhiệt liệt. Xét về nhiều khía cạnh, quả thật Nghi Đình có rất nhiều tiềm năng để phát triển và trở thành một thần tượng âm nhạc trong tương lai. Tài năng ca hát của cô bé là điều không thể bàn cãi. Như một viên ngọc quý chưa được mài dũa, Nghi Đình hoàn toàn chưa học qua bất cứ trường lớp thanh nhạc nào. Nhưng bằng niềm đam mê âm nhạc được gia truyền từ nhỏ, cô bé đã cất cao tiếng hát trong trẻo ngọt ngào và chinh phục trái tim của tất cả vị giám khảo và khán giả theo dõi chương trình. Trong tương lai, nếu được đào tạo, rèn luyện bài bản, chắc chắn giọng hát của Nghi Đình sẽ còn bay xa hơn và làm nên nhiều kỳ tích. Bên cạnh đó, gương mặt xinh xắn cùng lối trình diễn duyên dáng điềm đạm của Nghi Đình là một lợi thế rất lớn cho cô bé trong cuộc thi và cả trên con đường nghệ thuật sau này.
Cô bé có thể đạt được những thành công bước đầu và nhận được nhiều tình cảm của khán giả không thể kể đến công lao của cha mình. Anh Hiền, cha bé Nghi Đình cho biết, từ khi rất nhỏ Nghi Đình đã hát nghêu ngao với cha bằng máy karaoke tại nhà. Tuy tự nhận mình không hát quá hay, nhưng anh Hiền cho biết mình là người hướng dẫn châu chuốt cách hát cho bé từng ly từng tí. Bên cạnh đó, cha của Nghi Đình đã tạm gác lại công việc để chăm lo cho bé trong quá trình tham gia cuộc thi thần tượng tương lai. Anh chia sẻ, thương con và thấy con có năng khiếu đam mê ca hát, nên anh cố gắng cho bé có sân chơi và thử sức ở lĩnh vực này. Với niềm đam mê ca hát được truyền từ cha và tài năng thiên phú, đã được ban giám khảo bảo chứng. Cô bé 7 tuổi Nghi Đình đang ngày càng tỏa sáng, khẳng định tài năng của bản thân trong cuộc thi thần tượng tương lai. Trên hết, với tình thương của đông đảo khán giả trên khắp đất nước, Nghi Đình được dự đoán sẽ trở thành một hiện tượng dân ca trong tương lai và làm nên nhiều kỳ tích. Trong tuần này, Nghi Đình sẽ tiếp tục bước vào vòng song đấu với một đối thủ khá nặng ký là cô bé Nhật Vi. Sự kết hợp ăn ý của hai thí sinh qua ca khúc Chị Hai khiến nữ ca sĩ Cẩm Ly vô cùng xúc động và rơi nước mắt. Trong khi đó, nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền cảm nhận hai cô bé như một cặp chị em thực sự. Liệu với tài năng thiên phú của mình, Nghi Đình sẽ tiếp tục được ban giám khảo dành tặng nhiều lời khen và trao tấm vé bước tiếp vào vòng sau hay không? Tập 6 chương trình Thần tượng tương lai sẽ lên sóng vào lúc 19 giờ thứ Bảy, ngày 15 tháng 4 trên kênh HTV7.